Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh tha, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Và tôi một cái câu kinh thánh trong sách Ephesio, và nó có cái từ là lợi dụng thì giờ hay là thời gian, và đây là điều mà tôi sẽ chia sẻ với hội thánh ngày hôm nay. Chúng ta xem lời của Chúa ở trong sách Ephesio và sách Colossae xin là trình chiếu dùng này. Để cho dùng một trình chiếu. Ephesio đoạn 5 câu 16, quý vị có thể cùng tôi chung đọc được không ạ? Chúng ta cùng khởi sự. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Những ông bà, anh chị em ở đây phần lớn của chúng ta là những người ở cái độ tuổi đã trung niên rồi. Tôi chắc chắn rằng là quý vị cũng sẽ có những cái cảm giác rất là chung của những người ở độ tuổi này. Đó là mới ngày nào mình còn là trẻ con, mới ngày nào mình đi học, cắp sách tới trường, mới ngày nào mình núng níu với bố mẹ, bây giờ mình đã già rồi. Người ta có một cái mà người ta đều nói rằng là không có một cái gì nhanh bằng thời gian. Và ta rất là sợ thời gian. Chính vì vậy cho những người, nhiều người lớn tuổi em ta không muốn gọi bằng những cái từ như là bác hay là ông vì nghe nó già quá. Thì gọi bằng anh cho nó trẻ, bằng anh, bằng chị cho nó trẻ. Thời gian là cái mà Chúa ban cho tất cả mỗi chúng ta đều như nhau hết. Mỗi người đều có 24 tiếng ở trong một ngày. Và tính theo lịch dương thì chúng ta có 7 tuần trong một ngày và 365 ngày trong một năm. Không ai hơn ai hết và không ai kém ai. Và thời gian nó sẽ qua đi và không ai có thể chuộc lại nó được. Cho nên là lời của Chúa mới dạy chúng ta rằng vì thời gian nó trôi đi rất là nhanh chóng, cho nên cơ đốc nhân của chúng ta, những con cái Chúa, làm thế nào để tận dụng được từng khoảng thời gian mà Chúa cho chúng ta còn sống ở trên trái đất này một cách hiệu quả nhất. Lời Phaolô nói gì? Hãy lợi dụng thì giờ, hãy lợi dụng thời gian, hãy tận dụng thời gian vì những ngày là xấu. Thời gian trôi đi qua đi rất nhanh, rất lạ. Và khi nó đã qua đi rồi thì không ai có thể lấy lại cái khoảng thời gian mà đã qua đi đó. Và nhiều người trong Chúa khi nói về những cái vấn đề thời gian trong đức tin thì người ta đều nói như này, đó là những cái thời gian mà bạn dành ở trên trái đất này đấy, bao nhiêu thời gian mà chúng ta làm ở trên trái đất này đấy, cho những cái việc có giá trị đời đời thì những việc đấy mới được ghi lại ở trên cõi đời đời, ở trên thiên đàng. Có nghĩa là có thể một người sống trong cuộc đời này 100 năm, nhưng mà trong một thời 100 năm đấy, người đó chỉ dành được 1 năm cho những cái thuộc về có giá trị vĩnh cửu thôi. Những cái mà Chúa ghi nhận thì trên thiên đàng chỉ ghi lại 1 năm đấy là năm có ích. 1 năm đấy là năm mà được ghi lại theo cái thời gian của Chúa. Tất nhiên là Kinh Thánh cũng ghi lại chúng ta sống bao nhiêu năm trên đất thì vẫn là như thế. Nhưng mà cái thời gian hữu ích, cái thời gian để chúng ta cho những cái hoạt động mà nó còn mãi mãi, còn giá trị lâu bền ấy, thì đấy là thời gian thực sự trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Vậy có thể chúng ta sống rất là lâu so với những người khác, như là 100 năm trên đất, nhưng mà chúng ta chỉ sống được có khoảng 20 năm thôi, có ít thôi, thì chúng ta chỉ có 20 tuổi thôi. Nếu như mà chúng ta 100 tuổi về mặt thân thể, về mặt đời này, nhưng mà chúng ta sống có 1 năm có ít thôi, thì chúng ta chỉ là 1 tuổi trong cái ích lợi thuộc linh đó. Cho nên lời của Chúa luôn luôn kêu gọi mỗi một chúng ta là làm thế nào để chúng ta phải tận dụng thời gian, tất cả những thời gian mà Chúa ban cho một cách thật là hữu hiệu nhất. Thi Thiên đoạn 90 câu số 10 thì nói như sau: tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến được 80, song sự kiêu căng của nó bất quá là lo khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Thanh niên nhỏ, những người nhỏ tuổi thì thấy là sao nó chậm nên lâu đấy, cảm giác như là thời gian nó lâu trôi qua. Nhưng mà những người ở độ tuổi trung niên 70-80 thì lại nói ngược lại, là thời gian rất là chóng qua.
trong Thi Thiên đoạn 90 câu số 12 cũng nói, tác giả Thi Thiên nói rằng: cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày của chúng tôi hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan đó. Xin Chúa dạy chúng ta biết đếm những ngày của mình sống ở trên trái đất này. Đã, đếm không phải là cứ ngồi mà đếm, có nghĩa là tận dụng những cái khoảng thời gian mà chúng ta có thể, Chúa cho chúng ta còn sống trên đất này, để làm những cái việc thực sự hữu ích, những việc mà Chúa muốn, thì những cái đời sống đấy mới là đời sống hiệu quả. Kính thưa ông bà anh chị em, trong cuộc đời của tôi chắc cũng giống như cuộc đời ông bà anh chị em thôi, có rất là nhiều con người đã từng đi qua cuộc đời của chúng ta và bây giờ mình vĩnh viễn không gặp họ nữa. Vĩnh viễn không gặp họ nữa. Có những người họ ra đi ở độ tuổi rất rất sớm, rất nhỏ. Có người bạn học cùng với tôi vừa chào nhau để hẹn gặp lại lần sau thì đã nhận tin báo là bạn đã qua đời. Đó. Những người thân trong gia đình của tôi như thế. Người chú của tôi, chú út tôi không ai mong và rồi cũng đã ra đi ở độ tuổi rất sớm. Rồi gì cũng như thế, cũng ra đi ở độ tuổi rất sớm, không ai mong đợi tất cả những việc đấy. Và con của dì cũng qua đi, ra đi ở một cái độ tuổi rất là nhỏ. Và làm tất cả những sự ra đi đấy làm cho lòng của mình cảm thấy rất là trống vắng, cảm thấy như là nó một cái sự trống vắng rất là lớn. Nhưng mà rất là điều đáng phải suy ngẫm, đó là người ra đi thì người ta vẫn cứ đi, dù cho mình muốn không đi nhưng mà họ vẫn cứ đi. Chúng ta cũng như vậy, trong cuộc đời này đặc biệt người thân không muốn chúng ta ra đi, nhưng mà rồi không muốn chúng ta vẫn cứ rời xa họ. Cho nên không phải là điều quan trọng, không phải là chúng ta sống bao nhiêu năm trên đất này, mà chúng ta tận dụng bao nhiêu khoảng thời gian mà Chúa cho chúng ta ở trên trái đất này để sống một cách hiệu quả nhất. Khi nói về cuộc đời của Môi-se thì chúng ta nói ông là người như nào? Là lãnh đạo dân Israel, là người giải cứu dân Israel ra khỏi ách nô lệ, là người lãnh tụ dân Israel đi ở trong đồng vắng 40 năm. Ông sống bao nhiêu tuổi? Sống bao nhiêu tuổi? Sống 120 năm. Và cuộc đời của ông được kể, được ghi vào trong lịch sử từ khi nào? Từ năm ông bắt đầu phục vụ Chúa là năm ông 80 tuổi. Còn ông từ lúc bé cho lúc cái giai đoạn đó chỉ ghi lại một vài cái dấu chấm, một vài cái sự kiện nhỏ thôi. Còn đâu cuộc đời chính thức của ông thì bắt đầu ở độ tuổi 80. Và khi nhắc về Môi-se là đó là nhắc đến anh hùng dân tộc. Khi nhắc đến Abraham người ta nhắc tới cái gì? Nhắc đến ông tổ của đức tin, là người đã sản sinh ra dân tộc Do Thái, là người có một đức tin dũng mãnh, một đức tin mạnh mẽ, vững vàng. Đó. Khi nhắc tới Joseph người ta nhắc tới gì? Đó là người có thần của Chúa, là người tin kính và là người đã cứu dân Israel ra khỏi cái thân đói kém ở trong cái giai đoạn đó. Ông bà anh chị em, cuộc đời của chúng ta cũng sẽ trôi qua đi rất nhanh. Nhưng mà khi chúng ta qua đi, qua đời đi rồi, thì thiên đàng sẽ nhắc gì về chúng ta? Những thế hệ sau sẽ nhắc gì về chúng ta? Liệu như chúng ta có được nhắc tới như là Môi-se là người đã giải cứu dân Israel hay không? Liệu chúng ta có được nhắc tới như là Abraham làm anh hùng đức tin hay không? Trong Roma đoạn 8, đoạn 13 câu 11, xin lỗi, đoạn 13 câu 11 đến 14 là Chúa nói như sau. Chúng ta cùng nhau chung đọc. Hãy ăn ở bờ vậy, vì hết thời thì đang lúc chúng ta đây. Giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới. Câu số 12. Đêm đã khuya, ngày gần tới. Khi mà Kinh Thánh nói rằng đêm đã khuya, ngày gần tới, đây không phải nói đến cái ngày đêm về vật lý đâu. Không phải đâu, mà nói đến ngày Chúa trở lại. Ngày gần tới đây là ngày Chúa Giê-xu trở lại rất gần. Vậy hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, dày già và ghen ghét.
nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho vì lòng thịt nó. Điều đầu tiên đó là vì thời gian mà Chúa Giêsu trở lại gần lắm rồi, cho nên mỗi một người tin Chúa Giêsu cần phải thanh tẩy chính mình, giữ mình thanh sạch để chuẩn bị cho ngày mà Chúa Giêsu tái lâm. Vì nếu chúng ta không chuẩn bị cho ngày của Chúa tái lâm thì đến ngày Chúa trở lại chúng ta sẽ bị bỏ lại. Kinh Thánh ghi rất nhiều câu chuyện trong cái đám cưới kia, tất cả mọi người đều mặc áo lễ, nhưng mà duy có một người không mặc áo lễ. Sau đó thì vua mới sai quân lính đến bảo ơ sao anh không mặc áo lễ, vì anh không mặc áo lễ thì anh sẽ phải quăng ra đây khóc lóc bằng kiếm răng. Ở đây nói về ngày Chúa Giêsu trở lại tái lâm, vì có nhiều người nghĩ rằng ngày Chúa trở lại còn xa quá, còn lâu Chúa mới trở lại, còn rất lâu Chúa mới trở lại, thời gian đó là thời gian xa vời, cho nên mình cứ sống như nào cũng được. Thì cái thái độ như vậy nó sẽ làm cho chúng ta tìm mọi cách để vui chơi, thỏa mãn tất cả những cái ham muốn, những cái nhu cầu xác thịt của chúng ta và không tập trung vào việc thanh tẩy mỗi chúng ta. Kính thưa ông bà chị em, sứ đồ Phaolô thì nói rằng là giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, sự cứu hiện nay gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Sự cứu bây giờ gần hơn lúc chúng ta mới tin, có nghĩa rằng là cái thời gian mà xích vào cái thời điểm Chúa Giêsu tái lâm càng ngày càng gần, gần lắm rồi, gần lắm rồi. Cho nên với những anh chị em nào mà chúng ta vẫn còn coi thường cái việc chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại thì có thể là Chúa trở lại chúng ta sẽ bị bỏ lại, hoặc là ngay cả khi Chúa không trở lại, chưa trở lại thì nhớ đâu Chúa cất linh hồn chúng ta đi bằng tai nạn chẳng hạn, hoặc bằng bệnh tật chẳng hạn, thì linh hồn của chúng ta sẽ đi về đâu. Kính thưa ông bà chị em, lời Chúa luôn dạy chúng ta rằng vì ngày của Chúa trở lại rất là gần, cho nên anh em phải luôn tỉnh thức. Kinh Thánh dùng từ là tỉnh thức, có nghĩa là đừng coi thường, đừng nghĩ rằng ngày đấy còn xa lắm, ngày Chúa trở lại còn xa lắm. Không, Chúa đứng trước cửa rồi, đứng trước cửa rồi, chỉ đến thời điểm ngày mở cửa, và ngày không báo trước giờ nào ngày mở cửa cho chúng ta. Trong Kinh Thánh có ghi lại cái câu chuyện của Daniel. Daniel là một nhân vật được Kinh Thánh rất là những người học Kinh Thánh rất là chú ý, vì Daniel sống ở trong cái thời kỳ lưu đày và ông được bắt sang Babylon, và ông cùng với một số những thanh niên khác là những người rất là khôi ngô tuấn tú về ngoại hình và rất là thông minh và giỏi giang, khi mà họ được bắt về cung vua thì để luyện tập, để đào tạo, để trở thành những người phục vụ cho vua, thì một trong những cái phần phúc ấy mà ông vua ban cho đó là sau khi đem cúng những cái đồ ăn đấy cho cái thần của ông vua thì ông vua sẽ ăn phần thừa, ông sẽ ban lại cho những cái người mà gọi là học sinh được đào tạo để phục vụ ông ấy. Thì Daniel nằm ở trong số đó. Nhưng mà đối với người Israel, đối với người Do Thái và trong Kinh Thánh thì bước dậy là tuyệt đối không động đến những cái đồ mà đã cúng tà thần. Nhưng mà vấn đề là đồ này không phải là đồ của người dân mà đồ của ai ạ? Đồ của vua, mà không ăn là chuyện không phải đơn giản đâu. Có thể bị chết, bị mất mạng. Nhưng mà Daniel đã có quyết định gì ạ? Quyết định trong lòng là không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống. Bởi vì tại sao nó đã được đem lên cúng các cái thần tượng của ông vua này rồi. Kính thưa ông bà chị em, đêm ngày hôm qua tôi nằm và tôi cứ cầu nguyện với Chúa. Tôi bảo Chúa ơi, xin cho con những Daniel của thế hệ này, xin cho con những Joseph của thế hệ này. Daniel và Joseph của thế hệ này đâu hết này? Đâu hết này? Chúa ơi, bao nhiêu Daniel và Joseph của thế hệ này đâu hết rồi, chẳng nhẽ lại không có hay sao? Bao nhiêu Daniel của cái thế hệ Việt Nam đang sinh sống ở đây đâu hết rồi? Bao nhiêu thanh niên mà tin kính Chúa đến nỗi mà giữ mình thanh sạch như là Joseph, từ chối cái sự cám dỗ của vợ Potiphar,
mặc dù có thể nguy hiểm đến mạng sống và sau đó bị quăng vào tù. Bao nhiêu Daniel trẻ tuổi ngày hôm nay vẫn còn giữ sự tin kính là mặc dù có thể mất mạng nhưng mà không bao giờ làm ngược trái lại với lời của Chúa. Chúng ta cần những Daniel đấy ở trong thế hệ của chúng ta, bạn chị em ơi. Vì thế hệ này càng ngày càng xa bạn rất nhiều. Đến ngày của Chúa trở lại, thời gian không còn nhiều. Năm 2013, đi một lần kia tôi, là đó tôi đang đi, đang ngồi trên xe bus, tôi biết về một mục sư ở bên Ấn Độ. Thì tôi đang ngồi trên xe, đột nhiên tôi nghe thấy một cái tiếng rất là rõ ở bên tai. Thì Chúa nói với tôi rằng, ta đã sẵn sàng, nhưng nàng dâu của ta chưa sẵn sàng. Chúa nói, tôi nhớ rất rõ, và tôi nói một sự vừa, có một sự Abraham mà tôi nghe là Chúa nói, ta đã sẵn sàng, nhưng nàng dâu của ta chưa sẵn sàng. Sau đó năm 2015, thì tôi đi ở Malaysia đến cái núi cầu nguyện ở đó thì gặp một số người, tôi đã kể cho mấy chị em, họ lớn tuổi lắm rồi, có là 70, 80 rồi. Và khi họ được giới thiệu tôi là người Việt Nam, họ mừng lắm, họ ôm người Việt Nam và tôi cầu nguyện cho Việt Nam bao nhiêu năm rồi đấy mà bây giờ tôi mới gặp mục sư là người Việt Nam đầu tiên, họ vui mừng lắm. Và sau đó chúng tôi quỳ gối xuống ngay trên cái ngọn đồi cầu nguyện. Khi cầu nguyện tôi nhìn thấy bao nhiêu cái mộ và nó những cái linh hồn từ những mộ ấy cất được cất lên, và ngay lập tức là tôi nhớ lại cái hình ảnh trong sách Tê-sa-lô-ni-ca khi sứ đồ Phao-lô nói rằng là Chúa sẽ làm cho người chết được sống lại. Là tôi biết rằng Chúa muốn nói rằng ngày Chúa Giê-xu trở lại gần rất gần, gần lắm, cực kỳ gần rồi đó mày chị em ơi. Cho nên thời gian của chúng ta có ngày hôm nay, chúng ta đừng lãng phí, đừng nghĩ rằng ngày đó còn xa, đừng lãng phí thời gian, tiền của, sức lực của chúng ta cho những cờ bạc, cho những đề đóm, cho những việc xem bói hay là xem phim ảnh đồi trụy hay bạo lực, hay là những cái quan hệ bừa bãi. Anh chị em ơi, chúng ta cần phải thanh sạch tấm lòng và thân thể của mình, của chúng ta. Điều đó là phần việc của mỗi chúng ta để đón, để chuẩn bị đón ngày Chúa trở lại. Và Kinh Thánh cũng nói rằng cái gần cái ngày mà Chúa Giê-xu trở lại ấy, thì người ta sẽ ham mê ăn uống, lo chuyện cưới gả. Người ta không quan tâm gì những cái chuyện thuộc linh, người ta bịt tai lại với những cái điều của Chúa và thích nghe những cái gì vui tai thôi. Đó. Những cái sứ điệp nào mà nói về thịnh vượng, giàu có, chữa lành thì người ta hứng khởi lắm. Nhưng mà những cái sứ điệp nào mà bảo người ta phải ăn năn, tội lỗi thì người ta không muốn nghe, người ta bịt tai lại. Đấy là dấu hiệu của thời kỳ sau rốt mà chứ Kinh Thánh và các sứ đồ đã nói tiên tri rồi. Ông bà anh chị em ơi, cho mỗi một lòng của chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình một tấm lòng luôn luôn sẵn sàng, vì thời gian không còn nhiều. Hãy chuẩn bị cho mình một tấm lòng, dù cho tất cả những người xung quanh chúng ta có đổi bại, chúng ta phải quyết chí trong lòng không bao giờ được sống đổi bại trước mặt Chúa. Tôi, ngày trước tôi phục vụ ở bên Malaysia, có một điều mà ngay cả các bạn công nhân ở đấy cũng nói. Thì tôi hỏi là tại sao ở đây mà ai cũng có bồ, mà có những người có gia đình ở nhà rồi vẫn có bồ. Thì các bạn nói rằng là vì là mọi người cứ rủ nhau vào phòng, cùng phòng mà chỉ ngăn mỗi một cái màn thôi, nó giống như là quân đội đấy. Và họ quan hệ với nhau ngay công khai, chỉ chăm chăm mỗi cái màn thôi, làm kích thích cái ham muốn của những người xung quanh. Và những người nào không có thì họ kích bác để cho có. Và cứ thế, cái điều đấy nó cứ lan tỏa những người này đến người kia, và mọi người đều sống theo như vậy. Ông bà trẻ ơi, chúng ta ngày Chúa trở lại rất gần rồi. Dù cho thế giới này có đổi bại đến đâu, chúng ta phải giữ thân thể mình thanh sạch. Dù cho mọi người ở trong thế giới này có sa ngã, có đi ngược lại với lời của Chúa, chúng ta phải giữ mình cẩn thận trước mặt Ngài.
trong những ngày sắp Tết đây chúng ta cũng có rất là nhiều những cái cám dỗ. Ông bà chị em, ngày cái thời gian nào là thời gian người ta phạm tội nhiều? Những cái đặc biệt là cái thời gian Tết này, người ta cờ bạc rất nhiều vào thời gian Tết. Đó, rượu chè rồi trai gái vào thời gian Tết này, người ta đâm chém nhau rất nhiều vào thời gian Tết, và nó dẫn đến những cái tai nạn bệnh tật cũng rất là nhiều vào trong thời gian Tết này. Nhưng mà đây là thời điểm mà chúng ta cần phải giữ gìn thân thể, tâm linh, tâm hồn của chúng ta một cách thanh sạch trước mặt Chúa. Tôi không có nói rằng chúng ta không được phép để mà vui thỏa trong ngày Tết, bởi vì khi Chúa bắt đầu một mùa xuân mới là bắt đầu một chu kỳ mới, một chu kỳ phước hạnh, và chúng ta được quyền để bước vào trong cái chu kỳ phước hạnh đấy. Và để những cái chu kỳ cũ, những cái gì thất bại của mùa đông nó đã qua đi. Như Kinh Thánh nói là đừng khóc nữa vì mùa đông đã qua, mùa xuân đã tới rồi. Nên là khi chúng ta bước vào mùa xuân là bước vào sự vui mừng, bước vào phước hạnh của Chúa. Nhưng mà khi Chúa muốn ban phước thì kẻ thù của chúng ta muốn chặn cái phước hạnh đó. Mà nó chặn bằng cách nào? Nó không tự nhiên nó chặn được, mà nó chặn bằng cách làm chúng ta phạm tội. Và khi chúng ta phạm tội thì tự nhiên chúng ta chặn cái phước hạnh của Chúa ban cho mỗi một chúng ta. Và chúng ta hãy cẩn thận, vì những cái ngày Tết này, những cái ngày Tết này là ngày mà người ta cúng bái rất nhiều. Người ta có thể bật những cái nhạc chầu văn, hay là nhạc tụng kinh, hay là bất cứ những cái gì mà nó liên quan đến cái thế giới tăm tối, là ông bà thì em chúng ta phải cẩn thận. Vì nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta sẽ mở một cái cánh cửa để ma quỷ bước vào. Và ngày người ta cũng sẽ đi chùa rất là nhiều để cầu khấn bình an, phúc lộc cho gia đình, là cái mà chúng ta phải cẩn thận. Vì người ta đến, người ta xong ngày về, người ta cũng tặng lại cho chúng ta những cái gọi là lộc. Cái lộc đấy là gì? Có thể là cái cây, cái cây bông hoa, hay là chút gì đó. Chúng ta xin Chúa cho mình có sự khéo léo, sự khôn ngoan để có thể không làm thế nào để chúng ta không phật ý họ. Cái điều đấy là điều quan trọng. Làm nào để cái người đấy người ta có lòng thành, người ta tặng cho mình không có làm phật ý họ, mình không nói với họ là đây là cái đồ ô uế, đồ cúng quỷ cho tôi không bao giờ lấy. Làm như thế là mình đẩy người ta đi xa và rất là xúc phạm tới người ta. Nhưng mà chúng ta xin Chúa cho sự khôn ngoan để biết cách mà mình không đem những cái điều đấy vào trong nhà, vì nếu không thì chúng ta sẽ mở cánh cửa để ma quỷ nó bước vào trong đời sống của chúng ta. Thứ hai đó là vì thời gian không có nhiều, chúng ta hãy tận dụng thời gian để phục vụ Chúa. Giô-suê đoạn 24 câu 15. Chúng ta cùng nhau chúng đọc câu Kinh Thánh này. Nếu chẳng định cho mọi người phục sự Đức Giê-hô-va thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần hoặc các thần dân Amori trong xứ mà các ngươi ở, nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Đây là câu mà Giô-suê nói vào cuối cuộc đời của ông, lúc ông chuẩn bị từ trần về với Chúa. Và thì ông nói là bây giờ dân sự hãy chọn lựa, muốn thờ ai thì thờ, nhưng mà tôi và nhà tôi thì sẽ chỉ phục sự Đức Giê-hô-va. Dù cho tất cả mọi người trên thế giới này chối bỏ Chúa, dù cho tất cả mọi người không muốn phục vụ Chúa, thì chúng ta cũng sẽ nói với chính linh hồn của mình, tôi và nhà tôi sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Amen. Chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta được phước, chúng ta được ghi nhận, Chúa ghi nhận. Người ta không phục vụ, người ta không được Chúa ghi nhận cái điều đó. Và sự phục vụ Chúa của chúng ta không phải lệ thuộc vào hội thánh, không phải lệ thuộc với khác. Dù không ai khuyến khích mình vẫn phục vụ, vì mình không phục vụ là cho con người, đối tượng phục vụ là con người, nhưng mà mục đích phục vụ không phải là cho người, mà để cho Chúa ghi nhận. Cho nên chúng ta nói như là Giô-suê nói rằng là các ngươi muốn thờ ai thì thờ, nhưng mà ta và nhà ta chắc chắn sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Galati đoạn 6 câu số 10. Vậy đang lúc có dịp điện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin.
Bất cứ một cơ hội nào chúng ta có thể làm được việc gì tốt lành, hãy làm cho những người khác. Amen. Bất cứ một cơ hội nào có thể làm một việc tốt lành, hãy làm cho người khác. Trong cái bài giảng Chủ nhật tuần trước, quý vị có nhớ diễn giả chia sẻ cái câu chuyện về hội thánh ở bên Indonesia không ạ? Đi phát cơm cho người nghèo đó. À, khi mà phát cơm thì có một cậu thanh niên, người này cũng tin Chúa, đến xếp hàng xin cơm. Và nhưng mà khi ăn cái cơm đấy thì anh thanh niên đến tự nói với Chúa rằng: Chúa ơi, mà nếu mai sau này Chúa ban phước cho con thì con sẽ dâng thêm nhiều tiền để xây hội thánh Chúa. 10 năm sau anh này trở thành một doanh nhân thành đạt. Anh ấy trở lại đúng cái hội thánh đấy, trở lại đúng cái hội thánh, anh gặp mục sư rồi: mục sư ơi, mục sư có nhớ em không? Mục sư bảo: không biết em là ai cả. Em là người đã nhận cơm từ nơi mục sư, và em đã chạy, bây giờ em sẽ quay trở về và trả sự hứa nguyện của em đối với Chúa. Và ngày đấy dâng một số tiền rất lớn, xây một cái nhà thờ rất lớn ở tại bên Indonesia, và bây giờ vẫn còn. Chúng ta tận dụng mọi cơ hội để phục vụ Chúa. Năm ngoái tôi nghe một cái lời làm chứng. Năm 2005, lần đầu tiên tôi đến một cái đảo ở bên Malaysia, tôi gặp một số công nhân Việt Nam, mà trong đó có một bà. Và tôi không nhớ mặt, không nhớ tên, không nhớ, không có bất cứ một ấn tượng gì. Thì năm ngoái, có một người nói lại với tôi, bạn đấy đã nói lại với người đó rằng: chắc thầy Duy không có nhớ em, nhưng mà nhờ gặp thầy Duy có một lần mà sau đó em tin Chúa. Tôi bây giờ tôi cũng chẳng biết bạn ấy tên là gì, bạn ở đâu, tôi chỉ nghe một người khác nói lại như thế. Tôi gặp có một lần. Ông bà chị em ơi, tất cả những cái cơ hội mà chúng ta, Chúa ban cho chúng ta, nếu mà nói được về Chúa cho một người, hãy nói. Có khi chỉ nói một câu rất đơn giản đấy: em ơi, Chúa ban phước cho em, Chúa rất yêu em, hãy đến với Chúa nhé. Nói một câu rất đơn giản đấy, nó sẽ đi vào trong tâm trí của cái người nghe đó. Hallelujah. Đi lấy mọi cơ hội để phục vụ Chúa, làm tìm lấy mọi cơ hội để làm lành. Bất cứ một cơ hội gì Chúa cho phép chúng ta để làm, chúng ta hãy làm. Trong tôi có một cái tâm niệm như sau. Tôi có một cái tâm niệm như này, mà cái tâm niệm này đã giúp cho tôi có thể làm lành rất nhiều, đó là: có thể nếu như ngày hôm nay Mình không giúp người ta về mặt tài chính, ngày mai người ta đi chỗ khác hoặc người ta chết, thì mình mất cơ hội đấy để làm phước, để Chúa ban thưởng lại. Còn mình khi cho đi rồi, mình vẫn có thể làm trả tiền. Tôi luôn nghĩ như thế. Mình cho đi rồi, mình vẫn có thể làm trả tiền. Bây giờ mình vẫn còn trẻ, vẫn còn khỏe, mình vẫn có thể làm trả tiền. Còn đâu khi mình không cho, thì mình mất đi một cơ hội để làm phúc cho cái người đấy. Và cái việc phúc nhỏ đấy sẽ được ghi lại ở trên thiên đàng. Nên khi suy nghĩ như vậy là khiến cho tôi lúc nào cũng có thể sẵn sàng, lúc nào cũng có thể sẵn sàng để làm việc lành. Ý thương bà chị em, cơ hội Chúa ban cho chúng ta, nắm bắt tất cả những cơ hội đó. Tất cả những cơ hội đó, hãy nắm bắt nó. Tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện cách đây lâu lắm rồi, không biết là quý vị còn nhớ không. Sau khi mà chế độ Cộng sản ở Liên Xô sụp đổ, thì Chúa mới nói với một người ở bên Đức: con hãy bắt máy bay đi sang bên nước này. Thì cái người này mới nghe theo lời Chúa, bắt máy bay từ bên Đức đi sang bên Liên Xô. Xin lỗi, chưa phải lúc này là chế độ Cộng sản Liên Xô chưa sụp đổ. Chế độ Cộng sản chưa sụp đổ, vẫn còn là trong chế độ Cộng sản, thì nó kiểm soát rất là ngặt nghèo. Thì người này mới bắt máy bay đến đó và đi đến một cái ngôi làng. Chúa bảo: con đi cầu nguyện. Thế người đấy bắt đầu đi, giữa trời lạnh lắm, chúng ta biết Nga thì nó rất là lạnh, và đi cầu nguyện, đi làng này đến làng kia cầu nguyện. Sau đó đi đến một cái nơi, cuối cùng là ngày xế chiều, mệt quá, mệt, không muốn đi nữa, mà lạnh nữa, mày thôi dừng, bắt máy bay về. Sau đó, nhiều năm sau, thì
tất cả những cái ngôi làng mà cái người này từng đặt chân đến cầu nguyện đều có hội thánh và người dân rất giàu có thịnh vượng, ngoại trừ một ngôi làng cuối cùng không có hội thánh. Và không những không có hội thánh mà người dân say rượu, uống rượu, nghiện ma túy rất nhiều. Kính thưa ông bà chị em, và cái điều đó nhắc nhở cho tôi là ông bà chị em tận dụng tất cả mọi cơ hội. Nếu như mình không làm được một gì, không được nói về Chúa cho một ai, hãy cầu nguyện cho vùng đất đó. Chúng ta đi đến một vùng đất nào, hãy cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu, hãy cứu vùng đất này trong danh của Chúa Giêsu để phá tan những cùng công việc của ma quỷ kiểm soát trên vùng đất này. Lạy Chúa xin Chúa cứu. Amen. Dịp Tết này, dịp chúng ta có cơ hội để đi thăm bạn bè anh chị em, hãy dành một lời cầu nguyện cho họ. Chúc Tết, chúc nhau những điều tốt lành, vui vẻ là điều tuyệt vời. Nhưng hãy dành một lời cầu nguyện: Lạy Chúa xin hãy thương xót và cứu gia đình này. Lạy Chúa xin thương xót và cứu gia đình này. Có một bạn nhân viên của tôi, cũng trước kia cũng là học trò của tôi, và khi mà bạn ấy đến làm việc thì tôi ngại lắm, tôi không dám nói về Chúa nhiều. Nhưng mà tôi thỉnh thoảng thì tôi để nhà bạn ấy làm các công việc của hội thánh, làm clip về các thứ làm công việc của thánh, và tôi cứ cầu nguyện lại Chúa. Anh trai bạn này là đã từng tin Chúa rồi, rời xa Chúa, bây giờ còn cầu nguyện cho bạn này phải được tin Chúa. Thôi tự nhiên tôi nghe nói bạn này vẫn tin Chúa, giống ở một hội thánh khác. Tôi vui quá, tôi nói ôi tuyệt vời thế nhỉ, lời cầu nguyện của mình Chúa nhận. Là có những người mình cầu nguyện hơn 20 năm từ ngày tôi tin Chúa bây giờ vẫn chưa đến với Chúa. Nhưng mà điều đó không quan trọng, việc quan trọng là chúng ta tiếp tục cầu nguyện. Amen. Có cơ hội là cầu nguyện, có cơ hội là nói, việc gì chúng ta có thể làm được hãy làm hết sức mình, vì thời gian trôi đi rất là nhanh, chúng ta sẽ mất cơ hội đấy. Giăng đoạn 9 câu số 4, Chúa Giêsu nói như sau: trong khi còn ban ngày ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai tôi đến, tối lại thì không ai làm việc được. Chúa Giêsu nói là trong khi còn ban ngày ta phải làm tất cả mọi công việc mà Chúa đã sai ta, còn đã tối đến thì không có thể nhìn thấy gì mà làm. Ý Chúa Giêsu nói gì? Ta được chỉ định để sống 33 năm trên đất thì ta phải tận dụng cả 33 năm làm việc hết sức, cần lực để cứu những linh hồn. Chúa cho chúng ta, ông bà anh chị em ta ở đây sống 30 năm, quý vị có biết không? Không biết. Chúa nói với người giàu ở trong Kinh Thánh là hỡi kẻ dại kia, nếu như đêm nay linh hồn ngươi cất đi thì của cải ngươi sẽ về đâu? Cho nên có thể chính đêm nay, sau ngày hôm nay chúng ta bị Chúa cất đi thì sao? Không còn cơ hội để làm gì nữa. Lúc đấy bảo, ôi lại Chúa, xin Chúa cho con sống lại để con phục vụ ở trong đền nhà thờ của Chúa, thì xin cho con sống lại để con có cơ hội để đi nói về Chúa cho họ hàng, cho bạn bè, xin cho con sống lại để con có thể tham gia vào các buổi cầu nguyện, xin Chúa cho con sống lại để con có thể dâng hiến cho Chúa nhiều hơn. Chúa con ơi, rất tiếc cơ hội đã chấm dứt rồi. Chúa Giêsu nói như vậy, trong khi còn ban ngày ta phải làm trọn, vì tối thì không còn cơ hội nữa. Nhưng cái gì đã qua đi thì không bao giờ có thể lấy lại được nữa. Chúng ta mất tiền chúng ta có thể lấy lại được, nhưng cuộc đời của chúng ta, thời gian của chúng ta một khi đã qua thì không bao giờ lấy lại được. Nhưng ngày hôm nay Chúa cho chúng ta có một cơ hội phục vụ Chúa, hãy phục vụ Chúa. Chúa ban chúng ta một cơ hội để chia sẻ đức tin, hãy chia sẻ đức tin. Chúa ban chúng ta một cơ hội để giúp đỡ cho một người nghèo, hãy giúp đỡ. Chúa ban chúng ta một cơ hội để làm một cái việc gì đó cho hội thánh của chúng ta, làm. Vì khi Chúa lấy đi lại linh hồn rồi, chúng ta khao khát làm được những việc mà mình Chúa ban cho, nhưng là sẽ không còn cơ hội. Ephesos đoạn 5 câu 16, chúng ta đọc lại câu Kinh Thánh này. Cô-lô-se đoạn 4 câu số 5. Lợi dụng thì giờ chứ không có lợi dụng con người. Lợi dụng thì giờ, tận dụng mọi cơ hội Chúa cho
để làm tất cả những gì mà Chúa làm. Để khi nào mà chúng ta không còn trên đất này nữa, chúng ta có thể vui mừng và cảm tạ ơn Chúa. Vì qua con, nhiều linh hồn được cứu. Con đã gieo nhiều hạt giống của sự cầu nguyện. Con đã gieo nhiều hạt giống đức tin. Con đã tặng bao nhiêu cuốn chứng lập đơn cho bao nhiêu người. Con đã phục vụ Chúa như thế nào trong hội thánh của Chúa. Amen. Chúng ta cùng đứng dậy và cầu nguyện. Thank you.